Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video trên đường đi từ thành phố Lai Châu ra trung tâm xã Lộc Tâm. Hiện tại là mình đang ở thành phố Lai Châu và đang chuẩn bị xuất phát và đang chuẩn bị đi lên trung tâm xã Lộc Tâm. Xin hồ thấp. Đây, các bạn có thể thấy đây chính là ngã tư. Phía trên này là rẽ vào trung tâm xã Lộc Tâm, 29 km đây. Đó. Đây, hiện tại là mình vẫn đang ở thành phố Lai Châu. Và tất nhiên là trên đường đi có đoạn nào mà đẹp, có cảnh gì đẹp mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Ok, xuất phát nhá. Là vòng xuyến vừa bước vào ngã ba đi vào Lộc Tâm. Cung đường hiện tại là đại lộ Lê Lợi các bạn nhá. Tâm cứ đi thẳng đại lộ Lê Lợi, đi đến cuối đường và cứ thế mà đi thôi. Đây, có lẽ đây chính là điểm dừng chân đầu tiên để mà ngắm cảnh. Ok, dừng một lát. Đây là một vị trí mà các bạn có thể ở đây để ngắm toàn cảnh thành phố Lai Châu. Đó, phía dưới chính là toàn cảnh thành phố Lai Châu các bạn nhé. Đây, thực ra là có thể không hẳn là toàn cảnh, nhưng mà ở đây các bạn có thể nhìn thấy 2/3 của toàn thành phố Lai Châu. Mình sẽ đứng lên trên cao này quay cho rõ. Đó, đây chính là đường ra Lộc Tâm các bạn nhé, đường ra Sìn Hồ Thấp. Thì từ thành phố lên đến đây là khoảng 1 cây số. Đến vị trí này các bạn có thể đứng ở đây để ngắm toàn cảnh thành phố Lai Châu. Mình sẽ phóng to lại một chút cho dễ xem.
Đây, đây là khu đầu thành phố. Bến xe ở khu vực này các bạn nhá. Đó. Đoạn đường này chính là đường mấy bước vào thành phố. Bến xe ở khu vực này này. Ở xa nên là nhìn không rõ lắm. Và đây là cơ quan đầu não của tỉnh Lai Châu. Các cơ quan đầu não. Và đây là quảng trường. Đây mới chính xác là cơ quan đầu não đây. Quảng trường thành phố Lai Châu. Đây chính là quảng trường thành phố Lai Châu. Rồi, tiếp tục đi lên nhá. Nói chung là mình cũng sẽ quay không được hết đâu. Mà có quay hết thì chắc cũng chả ai muốn xem. Cho nên là mình sẽ chỉ quay một số đoạn thôi. Mình sẽ tìm chọn những cảnh đẹp để quay lại. Chưa quay hết cả con đường có mà chết à. Rồi ok, tiếp tục đi nhá. Let's go. Trên đường đi Sinh Hồ Thấp, một điểm đến các bạn cũng nên nghĩ đến. Và đây chính là Nùng Nàng Đệ Nhất View, Tam Đường Ti. Đây là một quán chè, quán nước của công ty chè Tam Đường. Ở đây thì cách thành phố Lai Châu khoảng 1 cây số. Các bạn có thể cùng bạn bè đi lên đây thưởng thức chè Tam Đường và ngắm toàn cảnh thành phố Lai Châu. Ngồi trên này các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Lai Châu nhé. Và đây chính là đây nhà quán chè này, có 2 con đường các bạn có thể đi. Đây chính là xe khách Sinh Hồ Thấp vừa đi qua. Ở đây có 2 con đường các bạn có thể đi lên. Một là cầu thang bộ. Đấy, có mấy đồng chí đang xuống kia. Đường thứ hai là đi thang máy, sau đó đi cầu kính, đi qua. Đó, đây chính là cầu kính các bạn nhé. Đây, zoom lại cho các bạn xem. Đây là thang máy. Và cũng có cả thang bộ đấy nhá. Bạn nào không thích đi thang máy hoặc là muốn trải nghiệm thì có thể đi thang bộ. Và lên trên đây, lên đến trên này là có một cây cầu kính đi qua. Đó. Ok, tiếp tục đi nào. Thế thôi. Và mình cũng xin giới thiệu luôn, thì đây cũng là một điểm mà các bạn có thể đi chơi. Nếu mà đã đến thành phố Lai Châu thì chắc cũng phải lên trên này chơi một lần. Gọi là ở trên này họ đang xây chùa Linh Ứng các bạn nhá, do Phật giáo Việt Nam xây.
Xây ở trên đỉnh, gọi đỉnh này cũng gọi là đỉnh cao nhất ở khu vực thành phố Lai Châu. Thì lên trên này các bạn cũng có thể ngắm toàn cảnh thành phố Lai Châu. Nhưng mà đường đi khá là dốc đấy. Các bạn có thể đi bộ từ đây lên chắc khoảng tầm một cây số thôi. Hoặc là đi xe máy. Xe máy thì cũng phải cẩn thận một chút vì đường lên rất là dốc, lên trên đỉnh cơ mà. Khi phải phi số 1 mới lên được. Đó. Ok, tiếp tục đi. Đây chính là một bản của dân tộc Hơ Mông các bạn nhá. Bản này có tên gọi là Nùng Nàng. Xã Nùng Nàng hay bản Nùng Nàng ấy mình cũng không rõ lắm. Xã Nùng Nàng, à đúng rồi, xã Nùng Nàng các bạn nhá. Tự nhiên quên. Và đây, đây chính là trung tâm xã Nùng Nàng thì phải. Thực ra mình không rõ lắm đâu. Đây có một trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nùng Nàng đây. Đó. Cổng trường đây. Đấy, trên đường đi Xin Hồ Thấp là đi qua xã Nùng Nàng. Và đây. Rồi, đây chính là một điểm dừng mà các bạn không nên bỏ qua. Đây chính là đỉnh đèo rồi các bạn nhá. Đấy.
Đây là con đường mà mình vừa đi lên, nói chung là toàn lên dốc thôi. Từ đoạn này trở đi lại toàn xuống dốc. Và đây chính là một bãi sân ngắm cảnh rất đẹp luôn. Ok, ra đây mình quay lại một chút cảnh cho các bạn xem nhé. Đây, phía này chính là con đường mà mình vừa đi qua. Đó. Nói chung là ngắm cảnh ở đây cũng chỉ ngắm đồi núi thôi, ngắm rừng thôi. Và thấy một góc nhỏ thành phố Lai Châu phía này các bạn nha. Mình sẽ zoom to lại để các bạn có thể thấy rõ. Đây nha. Đó, đây chính là một góc của thành phố Lai Châu. Nhìn như khu quảng trường thì phải. Phía dưới này nữa. Đây. Và phía dưới này là có một bản, có một dân bản đây. Chỗ này mình cũng chưa đi bao giờ thì phải. Đúng là chưa đi bao giờ. Ui, nhà chi chít. Có vẻ bản rất đông dân. Và đây chính là một cánh đồng ruộng, khu trang trại ao cá. Hình như phía tít đằng sau chính là đường đi lên sườn hồ cao thì phải. Zoom lại xem nào. Đâu mất tiêu rồi? À đây. À đây là nhà. À đúng rồi, đây nhá các bạn nhá, có đường đây nhá. Mình nghĩ đây chính là đường đi lên sườn hồ cao rồi. Xa quá nên là rất mờ, không rõ lắm. Rồi ok, nói chung là cảnh ở đây cũng chỉ có vậy thôi. Ngắm đường, ngắm đồi, ngắm núi thôi. Cũng không có gì hot lắm đâu. Đấy. Mình vừa từ bên kia ra nhá. Từ trong thành phố đi vào. Ngoèo ngoèo xong đến đây. Ok, vậy là đã đến đỉnh đèo. Hình như đến đây là đã đi được khoảng 13-14 cây. Giờ khoảng 16-17 cây gì đấy là đến Nập Tâm, trung tâm xã Nập Tâm, Sìn Hồ Thấp. Ok, tiếp tục xuất phát nhá. Bây giờ lên một đoạn ngắn nữa là toàn xuống dốc thôi. Đường bây giờ mới gọi là cua. Cua như kiểu ruột gà ấy các bạn ạ. Rồi, Nập Tâm còn 15 cây.
đã xuống được một đoạn. Và chỗ này có vẻ rất đẹp, cảnh rất đẹp. Cho nên là ui dồi ôi, các bạn xem này, con đường mà mình phải đi qua đây, nó ở tít trên này. Không ngờ nó lại ở tận dưới kia. Sâu thế cả. Có một vách núi nguy hiểm chưa? Cái này mà ai lan xuống thì đúng là chỉ có đi viện. Đây, các bạn xem nhá. Con đường mà mình sẽ phải đi qua đây các bạn nhá. Đó, ngoằng. Đấy, vòng đi vòng lại. Quanh co. Và nập tam chính là đây. Ở đây đã nhìn thấy nập tam rồi. Đó. Đây các bạn nhá, nước sông Đà ngập lên đây nhá. Và trung tâm xã Nập Tam là nó nằm ở phía trên này cơ. Bị hòn núi này che mất rồi. Nói chung là khu vực mà nước đang ngập ở đây cũng là thuộc về Nập Tam thôi. Nhưng mà trung tâm xã của nó là trung tâm chợ ấy, nằm ở phía trên này cơ. Đó. Nói chung là đường này mình đi 1-2 lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ dừng ở đây. Không ngờ nó đẹp thế này. Đây các bạn xem vách núi này, rất là cao, rất là nguy hiểm. Đấy, ngọn đồi trên này là khá là cao, cho nên là khá là cao, rất đẹp ấy, giống như trong phim ấy. Nhìn như kiểu giống như phim Tôn Ngộ Không á. Những khu mà hay có ma quái, hay có yêu quái à. Nhưng mà hôm nay bị mây phủ mất rồi, không nhìn thấy. Và cả đằng này nữa. Nói chung là rừng già. Chắc là thú vật nhiều lắm. Đấy, chỗ này mình đã từng đi qua nhiều lần, nhưng mà chưa bao giờ dừng chân ở chỗ này. Tại nó nằm ngay ở cua. Mình rất ngại dừng xe ở những nơi thế này, nhưng hôm nay là không thể bỏ qua được. Cua không thì không sao, nó lại còn vừa cua vừa dốc nữa, cho nên là rất ngại dừng xe ở những nơi thế này. Rồi, thế thôi. Tiếp tục đi nhá. Đây là lại là một con suối rất là mát. Suối chảy từ rừng ra các bạn nhá, cho nên là hãy yên tâm về chất lượng sạch sẽ. Đây, ven đường là có rất nhiều con suối kiểu này này. Đẹp lắm các bạn ạ. Vừa đẹp vừa mát nữa. Mát cực kỳ các bạn ạ. Thác nước nữa này.
đến Nập Tam rồi các bạn nhá. Đây các bạn, đây chính là chợ trung tâm xã Nậm Tam các bạn nhá. Mình vừa đi một vòng chợ rồi, có gì khóc lắm. Mình sẽ quay lại thôi. Đó, dưới cầu, quay lại chút cảnh cho các bạn xem. Cảnh nước sông Đà ngập lên. Đây, đây chính là cây cầu đây. Cây cầu dài nhất Nậm Tam. Đây, đây chính là cảnh mà nước sông Đà ngập lên đây. Ngập từ thủy điện Sơn La các bạn nhá. Đây là một cái cảng là chở hàng hóa qua sông đây. Đây là phía bên dưới của sông. Thực ra lại đây là nước ngập lên thôi các bạn, chứ không phải sông đi qua đây đâu. Bây giờ là khoảng 11:30, đúng là giờ mà học sinh đang đi học về. Xinh thế em ơi. Ngại. Thôi, clip là mình xin dừng tại đây. Các bạn xem nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn vui vẻ.